Công ty chúng tôi, đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất máy nghiền mảnh ngô chất lượng cao, chuyên dụng cho ngành chăn nuôi. Với nhiều năm kinh nghiệm và cam kết đem đến giải pháp tối ưu cho khách hàng, chúng tôi tự hào giới thiệu dòng sản phẩm máy nghiền mảnh ngô mang lại hiệu suất cao và chất lượng thức ăn tối ưu cho đàn gia súc của bạn. Máy nghiền mảnh ngô của chúng tôi được thiết kế để đạt hiệu suất tối ưu, giúp nghiền ngô thành hạt mảnh một cách đồng đều và nhanh chóng và tỷ lệ bột thấp. Điều này đảm bảo thức ăn chăn nuôi có kích thước phù hợp, tối ưu hóa sự hấp thụ dinh dưỡng cho đàn gia súc. Sử dụng công nghệ tiên tiến, máy nghiền của chúng tôi đảm bảo tiêu thụ năng lượng hiệu quả, giúp giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường. Với vật liệu chất lượng cao và quy trình sản xuất chuyên nghiệp, máy nghiền của chúng tôi có độ bền cao và ít yêu cầu bảo trì. Điều này giúp giảm thiểu thời gian chết máy và đảm bảo sự liên tục trong quá trình sản xuất. Hệ thống an toàn được tích hợp giúp bảo vệ người sử dụng và máy móc. Giao diện dễ sử dụng và tính năng tự động hóa giúp người vận hành dễ dàng kiểm soát và điều chỉnh quá trình sản xuất. Chúng tôi cung cấp máy nghiền mảnh ngô với nhiều cấp độ nghiền khác nhau, từ nhỏ đến lớn, để đáp ứng nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi đa dạng của khách hàng. Chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ hậu mãi xuất sắc, bao gồm bảo dưỡng định kỳ, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện chính hãng để đảm bảo máy móc luôn hoạt động ổn định và hiệu quả. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để nâng cao hiệu suất sản xuất thức ăn.